một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho hàng gần chợ Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhiều tiểu thương lao vào kho hàng đang cháy để cứu tài sản, hàng hóa. Khoảng 13 giờ, một số người dân sống gần kho hàng trên đường Thái Phiên, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, bất ngờ phát hiện khói lửa bao trùm kho hàng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nghệ An đã huy động 7 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Cùng lúc này, nhiều tiểu thương lao vào bên trong kho hàng để cứu tài sản hàng hóa. Đến 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế, cột khói từ vụ cháy cao cả chục mét. Cảnh sát trật tự, dân quân được huy động đến hiện trường để giúp tiểu thương đưa hàng hóa ra khỏi đám cháy.